Kính chào quý thính giả đài phát thanh 1560 AM ở Houston, 1480 ở Dallas. Đài phát thanh cơ đài chúng tôi hôm nay có mời tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng, đại diện cho PBSOS từ Washington DC. Và bây giờ thì xin hỏi tiến sĩ Thắng giải pháp về các vấn đề tôn giáo và dân tộc bị ngược đãi hiện nay cho toàn cầu như thế nào? Ngay cả bên Hoa Kỳ hay là các nước tân tiến, có phải là vẫn phải đề phòng để bảo vệ tôn giáo hay niềm tin của mình hay không? Các tôn giáo có những vấn nạn giống như cao đài 1926 hay không? Giải pháp chung của các bàn tròn đa tôn giáo tập trung vào những gì thưa anh Thắng? Vâng, cái tình trạng mà đàn áp vì lý do tôn giáo đó nó rất là phổ biến. Hiện nay theo nhiều cái cuộc nghiên cứu, khoảng 80% dân số trên thế giới đang sống ở một cái thể chế hoàn toàn là không chấp nhận tự do tôn giáo hoặc là hạn chế tự do tôn giáo. Do đó Việt Nam không phải là duy nhất. Đấy cũng chính là cái lý do mà trong nhiều năm qua, từ năm 2010 đến giờ, nó có nhiều cái nỗ lực liên tục để mà dấy lên một cái phong trào toàn cầu nhằm đẩy lùi các chính sách của nhiều quốc gia là khống chế hoặc là bắt tôn giáo. Năm 2010 thì có một cái sự hình thành của cái bàn tròn đa tôn giáo đầu tiên ở trên thế giới, đó là tại Hoa Kỳ, nhưng mà nó không hoạt động được gì nhiều. Mãi cho tới cách đây khoảng 5 năm thì bắt đầu nó mới có phát huy tác dụng. Và năm 2015 đó, như tôi có trình bày, xin lỗi, năm 2016 đó, tôi đã trình bày, thì cũng là cách đây 5 năm bàn tròn đa tôn giáo Việt Nam được ra đời. Cùng lúc thì có bàn tròn đa tôn giáo Liên Âu, nên lúc đó chỉ có 3 bàn tròn đa tôn giáo thôi. Việt Nam chúng ta là coi như đi đầu trong cái phong trào này. Và rồi nó có một cái tổ chức cách đây cũng có khoảng 10 năm là cái mạng lưới của các vị nghị sĩ toàn cầu, bởi vì họ là những người làm luật mà cả luật chế tài những quốc gia nào mà vi phạm quyền tự do tôn giáo. Thành ra hiện nay có trên 300 vị nghị sĩ như vậy ở trong cái mạng lưới này. Và rồi sau đó lại có một cái nỗ lực của các chính quyền, là ông George Duma, đại sứ George Duma của Hà Lan đó, hiện nay đang là chủ tịch của cái liên minh các quốc gia gồm 33 chính phủ quyết tâm cùng nhau để mà thúc đẩy và bảo vệ quyền tự do tôn giáo toàn cầu. Đấy là một cái mũi nhọn thứ ba. Và mũi nhọn thứ tư đó là chị Thủy có tham gia, là hồi tháng 7 năm nay thì có một cái hội nghị thượng đỉnh về tự do tôn giáo quốc tế nhằm huy động những người dân bình thường, quần chúng Mỹ để mà nhập cuộc luôn, bởi vì chính quyền cũng không đủ sức. Rồi những cái tổ chức đấu tranh, những cái cá nhân đấu tranh ở trong cái bàn tròn, các bàn tròn đa tôn giáo bây giờ nó phát triển nó thành 31 bàn tròn rồi trên toàn thế giới cũng không đủ, và rồi các nghị sĩ cũng chưa đủ, mà cần phải có sự nhập cuộc của quần chúng. Thì đấy là cái lý do mà có cái hội nghị thượng đỉnh vào tháng 7 vừa rồi mà chị Thủy có tham gia. Và sang năm thì cái hội nghị thượng đỉnh này sẽ được đưa sang bên Anh Quốc, thưa chị, và cứ như vậy sẽ lan dần ra khắp thế giới. Nên người Việt của chúng ta ở trong nước, những cái tôn giáo mà đang bị bách hại cần phải cai mình vào trong cái phong trào chung trên toàn thế giới đấy, thì lúc đó may ra mới đẩy lùi được cái sự bách hại hiện nay đang tiếp diễn ở Việt Nam. Dạ vâng, cảm ơn tiến sĩ Thắng và cảm ơn tất cả quý vị lắng nghe. Liên lạc với số điện thoại của Thu Thủy 281-840-7603. Kính chào tất cả quý vị. Dạ, trong chương trình sáng ngày hôm nay chúng tôi có tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng đến từ tổ chức BPSOS sẽ cùng tham gia cuộc hội luận. Dạ vâng, thưa tiến sĩ Đình Thắng, trong thời gian vừa qua chúng ta đã nói khá nhiều về những cái lao động Việt Nam mà bị đối xử rất là tệ ở các quốc gia, ví dụ như là tại ở các quốc gia Trung Đông, Saudi Arabia, Mã Lai Á, ví dụ như vậy. Bây giờ thì lại tiếp tục ở một cái quốc gia khác nữa, đó là Serbia, và ở đây có tới 400 lao động Việt bị đối xử như nô lệ tại quốc gia này. Thì anh có những cái phần tin nào chia sẻ đến quý đồng hương, thưa anh Thắng? Vâng, đây là cái tình trạng hết sức là đáng thương tâm, bởi hiện nay có khoảng 401 lao động Việt mà chúng tôi biết được ở Serbia khoảng 5 tháng nay rồi. Thì họ khi mà đến Serbia thì họ được hứa hẹn này kia vân vân sẽ làm việc cho một công ty của người Đức này kia, và khi đến nơi mới hóa ra rằng đó là công ty của Trung Quốc, và công ty Trung Quốc này bóc lột họ. Họ làm gọi là cái nhiệt độ là chỉ có 1 độ C thôi, nhưng mà không có áo ấm và thức ăn không đầy đủ. 400 con người sống chung trong những cái trại gọi là barrack đó, lẫn lộn với nhau, và rồi chỉ có 2 nhà vệ sinh thôi. Họ không có sưởi ấm,
và làm việc về chắc chắn là không có cái vấn đề là y tế, sức khỏe này kia vân vân. Và sau 5 tháng làm việc chỉ được trả lương có 1 tháng thôi, ra họ đình công. Và rồi may mắn là họ liên lạc được với một số cái tổ chức nhân quyền ở bên Serbia, thì các tổ chức nhân quyền nhập cuộc ngay. Nhưng mà liền sau đó khi mà báo chí bắt đầu lên tiếng thì cái chủ Trung Quốc đã di chuyển tất cả những công nhân này ra 5 cái địa điểm khác nhau, điều kiện sinh hoạt khá hơn, nhưng mà ngược lại thì không ai tiếp xúc được nữa, thành ra hoàn toàn là bắt tin. Nhưng mà rất may mắn là có một vài người trốn được, và họ là tiếp tục duy trì cái sự liên lạc với những tổ chức quốc tế. Và ngay lập tức thì chúng tôi đã liên lạc với Bộ Ngoại giao Mỹ, với Tòa Đại sứ Mỹ ở Serbia, để mà lên tiếng với một cơ quan quốc tế là IOM, chuyên môn có một bộ phận chống buôn người, và với lại Liên Hợp Quốc để mà theo dõi ngay lập tức. Và có lẽ là do cái sự lên tiếng của quốc tế, kể cả một số vị gọi là nghị sĩ Âu Châu đó, đã lên tiếng, thì chính phủ Serbia đang hình thành một cái toán, một cái tổ điều tra, và sẽ đến tận nơi đòi điều tra từng tiếp xúc từng cá nhân của những nạn nhân một. Và chúng tôi rất may mắn là đã có được 9 người trong cộng đồng người Việt ở tại Mỹ đã tình nguyện làm thông dịch viên. Bởi vì chúng ta biết rằng người Việt ở bên đó thì chẳng ai biết tiếng Anh, lại càng không biết tiếng Serbia. Mà phái đoàn của chính phủ Serbia thì đâu biết tiếng Việt đâu, là họ không thể phỏng vấn được. Nên chúng tôi lập tức kêu gọi ngay những người mà chúng tôi quen biết, thì có ngay 9 người sẵn sàng để mà hỗ trợ cho cái phái đoàn điều tra của chính phủ Serbia. Thì chúng tôi đây thì hiện nay đang là ở trong cái giai đoạn tiếp tục thu thập thông tin. Có 2 công ty ở Việt Nam đứng đằng sau cái việc đưa hơn 400 đồng bào của chúng ta sang Serbia để rơi vào cái vòng nô lệ lao động dưới bàn tay của một công ty Trung Quốc. Đó là công ty Song Hỷ Gia Lai, hoạt động ở tại, có cái bản doanh ở tại thành phố Pleiku. Vì vậy chúng tôi hồ nghi rằng rất nhiều người Tây Nguyên theo đạo Tin Lành nằm ở trong cái số nạn nhân. Và thứ hai là cái công ty Bảo Sơn có văn phòng ở tại Hà Nội, thì công ty Bảo Sơn này lại cũng dính vào cái vấn đề mà đưa một số trong 20.000 phụ nữ sang Ả Rập Xê Út làm gia nhân, tức là ô xin đó, đầy tớ đó. Và trong cái số đó rất nhiều người mà chúng tôi hiện nay tuần nào cũng thêm 2-3 trường hợp nữa là nạn nhân chạy tới chúng tôi để mà cầu cứu. Thành ra đây cái điều này cho thấy rằng có một số công ty xuất khẩu lao động Việt Nam chuyên buôn bán người qua con đường của chương trình xuất khẩu lao động chính thức của nhà nước Việt Nam. Dạ vâng, thưa anh Thắng, thì nếu mà nói như vậy, chúng ta đã từng chia sẻ về những cái tình trạng mà buôn người ở các quốc gia ở bên Trung Đông, rồi bây giờ ở bên Serbia. Vai trò của nhà nước Việt Nam trong cái vấn đề này như thế nào? Hình như là họ không hề nói, họ cũng không hề muốn nhúng tay vào những cái vấn đề này, trừ khi quốc tế lên án kịch liệt thì họ mới bất đắc dĩ lắm thì mới giải quyết cho những công dân hồi hương. Còn ngoài ra thì hầu như là đều phải do các cái tổ chức quốc tế họ lên tiếng và họ vận động trước, thưa anh Thắng. À không, nó tệ hơn như thế chứ thưa anh. Bởi vì không những là không lên tiếng bảo vệ nạn nhân mà chính họ còn đe dọa nạn nhân. Và thứ hai đó là họ bao che cho công ty môi giới, công ty xuất khẩu lao động. Bởi vì sao? Bởi vì những công ty này không thể nào từ năm 82 đến giờ là 40 năm rồi, không thể nào mà có thể qua mắt nhà nước Việt Nam để mà gửi hàng trăm nghìn người đi. Hiện nay là đến tổng cộng là 1.500.000 người đi lao động ở các quốc gia khác nhau. Thì trong số đó cho rằng 10% thôi là nạn nhân của sự bóc lột lao động, buôn lao động đó. Thì cũng đến 150.000 thì không thể nào qua mắt được các cái giới chức nhà nước Việt Nam. Nó bắt buộc phải có một cái sự thông đồng ở trong đó, bao che bảo kê ở trong đó. Chúng tôi có khá đầy đủ những thông tin để cho thấy rằng cái vị tùy viên lao động ở tại Tòa Đại sứ Việt Nam là Nguyễn Quốc Khánh đó, cái chức vụ là bí thư thứ hai đó, là một trong những người chính yếu ở trong các cái đường dây buôn người ở tại Ả Rập Xê Út. Những nạn nhân được giải cứu rồi, đã chạy thoát rồi, vào trong gọi là cái shelter, tức là cái trung tâm bảo trợ tạm trú đó, thì chính ông Nguyễn Quốc Khánh lấy cái thẩm quyền của Tòa Đại sứ đến để kéo họ ra và lừa néo họ rằng bây giờ hồi hương, thì họ mừng quá, sắp xếp vali đi ra thì ông ta bán ngay cho những người khác. Chúng tôi có nhân chứng nạn nhân đã được giải cứu và chúng tôi lên tiếng, nhưng mà phía Việt Nam bao che. Và đến giờ này ông Nguyễn Quốc Khánh vẫn là cái người được Tòa Đại sứ Việt Nam đưa tên trong danh sách để công nhân liên lạc trong trường hợp gặp khó khăn, trong trường hợp muốn hồi hương phải ghi danh với ông Nguyễn Quốc Khánh. Thì đấy là vi phạm nghiêm trọng nhất về một cái nguyên tắc bảo vệ nạn nhân, là không bao giờ cho phép thủ phạm tiếp xúc với nạn nhân hoặc là những người có thể trở thành nạn nhân. Đằng này ông Nguyễn Quốc Khánh vẫn đi tới đi lui, vẫn tha hồ liên lạc với lại tất cả những công nhân cần gì chạy đến cầu cứu lại giao cho Nguyễn Quốc Khánh, là coi như là đem chứng giao cho ác. Thì như vậy là hoàn toàn Việt Nam không can thiệp gì hết mà lại còn bao che. Cái trường hợp của em Xuân Siêu người Tây Nguyên theo đạo Công giáo chết năm mới có 17 tuổi vào tháng 7 vừa rồi ở tại Ả Rập Xê Út.
công ty Vinaco đã khai khống tuổi của em thêm 7 tuổi để mà gửi sang Ả Rập Xê Út. Thì cái bà Lê Thị Thu Hằng là phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao đó, khi mà bị báo chí quốc tế đặt hỏi thì bà ta xác nhận rằng có trường hợp một nữ lao động đã bị chết, nhưng mà ta dùng cái năm sinh của công ty Vinaco là 1996 thay vì 2003. Thì cái điều đó cho thấy gì? Chính nhà nước Việt Nam bao che. Và cái ông Nguyễn Quốc Khánh này không thể nào một mình ông bỏ túi tiền riêng cho ông được, mà ông phải cống nạp lên cho những cấp trên và những cấp trên nữa. Do đó huyện binh huyện, phủ binh phủ, cả cái đường dây buôn người từ dưới lên trên. Dạ vâng, xin cảm ơn tiến sĩ Đình Thắng và xin hẹn gặp lại với anh trong chương trình này vào lần tới. Và xin được kính chào anh ạ.